sinh 100% sữa tươi từ trang trại bò sữa chất lượng cao, hỗ trợ cao lớn và đề kháng. Love a day, yêu mọi người. Love Queen, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Trong sinh hoạt của con cần mẹ làm cho con điều gì nhất nè? Dạ cần. Quỳnh Anh với mẹ là 10 năm không kết nối. Mẹ có thích thấy một em bé Quỳnh Anh buồn thì khóc không? Có. Nhưng tại sao con phải khóc? Gia đình rất là bận, sẽ không có nhiều thời gian ở nhà và chơi với con. Con phải tự lập để mà có thể tự lo cho bản thân mình được. Mẹ sẽ dạy cho con trưởng thành, độc lập trong suy nghĩ và trong mọi thứ. Nhưng mà không biết đó là sai hay là đúng. Nhưng mà mẹ cảm giác rằng là bây giờ mẹ có thời gian thì con lại không thích chơi với mẹ. Và các bạn đến với chương trình Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Chương trình được đồng sản xuất bởi thương hiệu Love Cool và MCV Group, phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh MCV Media. Để bắt đầu cho số phát sóng ngày hôm nay thì chắc chắn Ngọc Lan sẽ phải mời một người bạn đồng hành với Ngọc Lan, đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Chị ơi, nhà chị là có hai bé, nhà em là có một bé. Chị có hướng cho con mình theo một nếp sinh hoạt tự lập không? Em phải hỏi là chị đã làm điều đó như thế nào? Vì sao? Bởi vì một trong những cái nhiệm vụ của giáo dục gia đình nói riêng và giáo dục nói chung thì cái mục tiêu giáo dục là phải hình thành được cái khả năng tự lập cho trẻ. Nhưng cái quan trọng ở đây là gì? Là sự tự lập không có nghĩa là sự bỏ rơi. Cái việc tự lập đó nó phải là cái việc mà trao cho đứa trẻ cái cơ hội, chứ không phải là bắt đứa trẻ làm một cái gì đó đi ngược lại với mong muốn của nó. Vậy thì để cho đứa trẻ cảm nhận đó là cơ hội thì mỗi một cái độ tuổi á, nó sẽ đòi hỏi em phải làm một việc khác nhau. Em cũng là một đường người mà hướng cho lui cái cách sống tự lập. Đôi khi em lại thấy mình hơi tàn nhẫn với con. Và em là đang trên cái giai đoạn gọi là tập làm mẹ mà. Ai không đang tập làm mẹ? Ai không đang, ai cũng đang tập làm mẹ mà. Thôi thôi, chúng ta không tranh luận cái câu chuyện này ở đây. Thôi mà thôi, nhân vật hôm nay đi. Chúng ta mời nhân vật đi. Và em tin chắc rằng câu chuyện của nhân vật ngày hôm nay nó cũng xoay quanh về chủ đề tự lập của trẻ con. Xin được phép mời hai mẹ con của bé Quỳnh Anh. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với hai mẹ con của bé Hoàng Kim. Bây giờ Ngọc Lan xin phép được mời quý vị khán giả, chúng ta hãy bắt đầu chơi với nhau một game nho nhỏ. Game được mang tên là Mẹ con mình hiểu nhau bao nhiêu. Điều mẹ luôn lo sợ nhất là... Trò chơi bắt đầu với những câu hỏi về thói quen sinh hoạt hàng ngày. Món ăn gần đây nhất mà mẹ nấu cho con là gì? Cả hai cặp mẹ con đều có những đáp án không giống nhau. Sợ Kim buồn, sợ Kim không chơi với bạn. Còn bên đây là mẹ sợ mẹ bị bệnh, mẹ sợ mẹ mệt, mẹ sợ mẹ ăn không đúng cử. Là mẹ sợ cho mẹ hay sợ cho con, Kim? Dạ, tại bình thường mẹ rất là sợ con bị ốm hay là con mệt, con ăn không có đúng cử thì mẹ sẽ rất là lo cho con. Không nấu gì hết. Mì gói. Ủa? Nên mấy bữa nay mẹ con đi làm mẹ con không có nấu món gì hết. Sườn nướng, bún bò. Chết rồi, hai mẹ con nhà này không có gì dính tới cái gì hết trơn. Vậy chỉ có dính bộ đồ thôi. Chuyện khiến con buồn nhất là gì? Tuy nhiên, về mặt tâm lý của các con thì mẹ lại rất thấu hiểu. Mất con mèo. Con hay ganh tị, mẹ thương em hơn. Cái trò chơi này tên là cái trò chơi là mẹ hiểu con được bao nhiêu. Tụi con lấy 10 cái ngón tay của mình được coi như là 10 điểm nha. Thì tụi con nghĩ coi là tụi con sẽ cho mẹ khoảng bao nhiêu điểm. Tức là mình tính từ hồi đó đến giờ luôn á. Bên cho 9, bên cho 8. Tụi con có muốn lên 10 điểm không? Dạ. Muốn đúng không? Vậy để cô đi kiếm 1 điểm với cô đi kiếm 2 điểm đó cho con. Ngồi đây với cô Lan nha. Mình đi lấy điểm với chị. Chào hai mẹ, chào cô Tô Nha. Cô Lan cứ nghĩ đâu ra cái nỗi buồn lớn nhất của con thì nó sẽ rơi vào cái câu chuyện là con thiếu tình thương của mẹ hay là mẹ không quan tâm con. Nhưng cô lại không nghĩ rằng là cái chuyện mà con mất bạn bè nó lại là cái chuyện mà làm cho con buồn nhất. Hai chị con á lớn hơn con rất là nhiều, nên là hai chị của con là có những cái người bạn riêng hợp với nhà mình hơn. Con thì không có, nên là con ở nhà chơi với con mèo. Mẹ không chơi với con nhiều hả?
Mẹ con thì bình thường là đi làm tới tối là mẹ con mới về. Mọi sinh hoạt của con á là con sẽ tự làm hết. Dạ, mẹ cũng có nói với con là gia đình rất là bận, sẽ không có nhiều thời gian ở nhà và chơi với con. Con phải tự lập để mà có thể tự lo cho bản thân mình được. Khi nào mà kiểu mẹ dạy con một cái điều gì đó thì mẹ sẽ nói lại cái câu đó với con. Còn con thì sao? Thì con cũng giống bạn đó, nhưng mà những cái việc nhà là con tự làm luôn. Có vài cái mới để mẹ nhất à. Trong sinh hoạt của con cần mẹ làm cho con điều gì nhất nè? Dạ không cần chứ. Con chỉ con từ bé cách quét nhà lau nhà, mẹ chỉ con rất là nhiều thứ. Để mai mốt sau này có gì mà ở một mình á, mẹ dặn con phải cũng như vậy. Bình thường ở nhà nếu mà khoảng một tuần thì con sẽ dọn phòng một lần. Ăn mình uống xong đó mình sẽ tự quyết định những cái việc nhỏ của mình. Hiện tại con đã cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi con đã tự lập được. Vì khi con tự lập con có thể làm được mọi thứ. Con thấy điều này cũng rất là bình thường. Bởi vì con hiểu cho gia đình, con biết rằng gia đình con rất là bận. Cái gì tụi con cũng tự làm hết. Tụi con đều có thể tự sinh hoạt được. Con có bị lo lắng về cái việc rằng là khoảng cách giữa con và mẹ nó sẽ xa nhau hơn không? Dạ có. Còn Hoàng Kim? Con thì cũng có. Nhưng mà thực ra là mẹ con rất là bận. Và điều đó có làm cho các con buồn không? Dạ đôi dạ, lúc có, đôi lúc không. Lúc có là lúc kiểu như là khởi đầu mà mẹ đi làm là con không có thích. Con muốn mẹ ở nhà mẹ chơi với con. Mà lúc mẹ đi là con cảm thấy buồn, thiếu. Nên con không thích. Những lúc sau con quen rồi cho nên con cảm thấy nó cũng là một chuyện bình thường. Các con có được chơi cái gì cùng với các mẹ trong thời gian ở nhà không? Hồi trước á, là em không có thời gian chơi. Khi em có thời gian chơi em ở nhà cả ngày, Kim cũng không muốn chơi với em. Lúc đó con không thèm chơi với mình nữa. Dạ đúng rồi. Kim còn kết nối với em, còn nói chuyện với em rất là nhiều. Nhưng còn bé ở giữa là hoàn toàn không nói, không tâm sự với bất kỳ một người nào luôn. Thậm chí em mời người tới để cho con em gặp một lần cũng không gặp được. Nó đã trở thành một cái tình huống cấp cứu rồi đó. Từ câu chuyện của Kim mà chúng ta có thể hình dung một cái background. Con không chơi với hai chị, con chỉ chơi với con mèo. Vậy thì hai chị ở đâu? Hai chị không chơi với em, điều đó có nghĩa là kết nối gia đình của mình như thế nào? Đối với Quỳnh Anh thì mẹ đã bao giờ chơi một cái trò chơi với con mà chơi đúng nghĩa là trò chơi á, là chơi chung á? Chơi chung chắc có lẽ là cũng chưa. Nhiều khi con muốn nhõng nhẽo một cái điều gì đó, có khi nào con cần mẹ góp ý cho con một vấn đề gì trong cuộc sống của con, quần áo nè hay là chuyện học hành của con không? Con kiểu như là con không thích nhõng nhẽo. Con không thích nhõng nhẽo? Không thích bánh bẹp. Hồi bé con cũng có cái tính nhõng nhẽo mà nhõng nhẽo thì cũng đâu được gì đâu. Rồi lớn lên con thấy dị ứng cái tính đó. Em con thì hiện tại như thế nào? Nhõng nhẽo. Và con không thích điều đó. Còn Hoàng Kim thì sao? Nhớ thật ra là lúc con còn nhỏ thì con cũng có nhõng nhẽo. Nhưng mà mẹ kiểu mẹ sẽ làm lơ con, mẹ sẽ không để ý tới con á. Nên là con mới biết cái tính đó bây giờ là không có tốt rồi, nó là không được làm nữa. Có bao giờ tụi con có một cái cảm giác là tụi con muốn quay lại như cái thời mà lúc tụi con còn bé đó? Con được mẹ chăm, được mẹ chỉ, được mẹ làm tất cả mọi việc cho tụi con luôn. Dạ không? Dạ có. Con thích lúc đó hơn hay là con thích bây giờ hơn? Nếu mà được chọn thì con sẽ thích bây giờ hơn. Nhưng mà có một lần là hồi năm lớp 3 con đã ước mơ là con có thể quay lại cái thời mà con 3 tuổi. Cái lúc 3 tuổi là lúc đó là con rất là tự do, con muốn làm cái gì cũng làm, con làm sai cũng không có ai chữa. Tại vì cái khoảng thời gian đó đó, mấy chị thì yêu thương con nè, mấy chị cưng chiều con, nên là kiểu lúc đó con cảm giác con như một nàng công chúa vậy đó. Làm gì cũng có mấy chị làm giúp con hết trơn á. Có khi nào con muốn chơi với hai chị mà hai chị bận quá không chơi với con, cái con tủi thân con khóc không Hoàng Kim? Cái việc đó có, khi con học lớp 1, lớp 2, nhưng mà từ lúc con lớp 3 thì con bắt đầu suy nghĩ là thôi hai chị không chơi thì thôi. Mình cũng không có gì phải khóc hết rồi, tại vì hai chị muốn chơi thì chơi, kiểu con không có ép. Không biết là bạn này á là giáo dục con có giống em hay không? Tại vì em hay phân tích, nhiều khi cái lý luận của mình thắng bé là bé chấp nhận. Bởi vì vậy cái bé quên đi cái muốn của mình. Em nói là em không có áp đặt bé, nhưng mà thật ra khi mà em phân tích A, B, mình bắt bé phải thông cảm cho mình. Nên là bé cứ chấp nhận cái thông cảm. Khi muốn thì nghĩ thì ra vậy, thì muốn thì thôi vậy. Nên là con muốn như vậy nhưng mà tại vì đã quen suốt một khoảng thời gian dài rồi, biết thông cảm, nên cuối cùng bé thiệt thòi. Nếu bây giờ có một điều ước thì con ước gì nào?
chắc là con ước con sẽ sống thật lâu bên gia đình của con. Con muốn mẹ có nhiều thời gian cho con hơn, mấy chị cũng sẽ chăm sóc quan tâm con hơn. Nếu mà con được ước gì thì con ước gì cũng được. Trong cái số mà điều ước, con ước gì cũng được là con ước rằng đó là gia đình con luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ con sẽ bớt cái tính nóng giận hơn. Con có mong muốn rằng là mẹ sẽ đồng hành với con nhiều hơn như cách mà mẹ đồng hành với con lúc con còn nhỏ không? Con vừa muốn mà vừa không, con cũng không hiểu vì sao. Con đang chơi vơi, con không hiểu vì sao hết hả? Có thể là một phần là do bản tính của em, có là mình hơi cứng nhắc một chút xíu. Em tự phân bổ với con là khi con học về nhà là 4:30 thì khoảng 5:30 là con sẽ có tiết học. Mẹ muốn là khoảng thời gian mà sau khi đi học về á, cái việc ăn tắm rửa của con sẽ gói các em trong thời gian ngắn và con có thời gian nghỉ ngơi. Bạn thì không nguyên tắc như mẹ. Khi mà con có chống đối thì mẹ sẽ có nói chuyện với con là con thấy nếu mà đi về trễ con tắm sẽ bệnh và cảm. Có vẻ là bạn không đồng ý nhưng cũng sợ, có cảm giác là sợ mẹ và không có thể bức bí ra được nên bạn chấp nhận. Quan điểm là mưa dầm thấm lâu thì dần dần bạn sẽ cảm nhận được là những gì mẹ nói nó gần như nó không sai và nó không quá sức của bạn. Bạn cũng chấp nhận cái việc mà mẹ sẽ làm và tự lập dần dần như vậy. Ở nhà là con hay tâm sự với ai nhiều nhất? Dạ đương nhiên là mẹ rồi ạ. Hai mẹ con có gần gũi nhau nhiều không? Dạ bắt đầu nhà con xảy ra chuyện là gần hơn trước. Gần hơn trước. Còn trước đây thì sao? Dạ không có mối liên kết gì luôn ạ. Không nói chuyện luôn. Là do trước đây con không chịu nói với mẹ? Thật ra là con có chuyện mà con không muốn nói. Với lại nếu con nói thì con cũng thấy bực trong lòng hơn. Nhưng mà con có nghĩ như vậy thì mẹ sẽ buồn không? Dạ có. Lúc trước thì con nghĩ là mẹ buồn kệ mẹ, con không quan tâm. Nhưng mà đến giờ là con mới hiểu á, nên con mới thấy áy náy. Con sẽ bù lại thời gian đó. Là con bù hay là mẹ sẽ bù? Con bù. Thương quá à. Quỳnh Anh với mẹ là 10 năm không kết nối. Nhưng mà tới năm nay thật sự là cảm giác là rất là hạnh phúc vì được có con bên cạnh. Và điều sợ nhất của mẹ là bị mất con. Con sẽ không trọ ở với mẹ. Hồi xưa mình sai là do cách mình thể hiện không đúng. Cái năng lượng mình trao ra nó không tích cực như là mình nghĩ. Nhưng mà đến thời điểm này thì đó nó không phải là điều quan trọng của mình nữa. Và mình định hình được cuộc sống của mình nó quan trọng ở đâu. Và mình focus lại được là con mình nó hiện hữu tại nơi này, nó là điều quý giá nhất với mình. Thì thật sự là mẹ và con đang kết nối lại với nhau rất là tốt. Nhưng mà cái điều lo lắng của em á, bạn chưa có sự chia sẻ đối với em trai của mình. Bạn luôn ganh tị. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà hai mẹ con chơi với nhau á, là em vẫn dành thời gian cho con và con rất thích chơi với mẹ. Có bao giờ con uất ức chuyện gì mà khiến cho con bật khóc mà mẹ thì lại không hiểu không? Chuyện em đánh con. Đó là giai đoạn mà con mới kết nối với mẹ đó hả? Lúc đó là con bực quá, con chỉ như là con đánh nhẹ vào vai em á. Em cũng đâu phải dạng vừa đâu, em cũng ghê lắm. Em cũng nắm váy con, em cũng bấu con, em cũng đánh. Lúc đó con kêu mẹ lên thì mẹ thấy mẹ cũng quạt em rồi. Mẹ cũng nói với con là ai làm chuyện này ra trước. Con chỉ vào em rồi sau đó kiểu như là dùng nước mắt giả cô. Em khóc, ăn vả cô. Con cũng nói là đúng là con đánh em trước nhưng mà em làm hư cái này của con. Thì lúc đó mẹ không tin. Thì con có lấy ra cho mẹ xem nhưng mà mẹ nghĩ chắc đó là cái đồ cũ rồi. Thì lúc đó mẹ con chưa gắn kết nên đôi lúc cũng hay nghĩ con nó sao. Lúc đó con thấy ức lắm, mẹ la quá trời la luôn. Tối đó về là nằm khóc thôi. Nằm khóc thì biết khóc không? Mẹ biết con khóc không? Lúc đó mẹ ngủ rồi. Hôm sau có nói với mẹ không? Dạ. Là con giấu luôn tới bây giờ đó hả? Con rất là biết. Cô Lan đang cảm thấy con rất là xúc động. Thực ra con cũng có thương em nhưng mà em nó hư quá. Kiểu như nó còn nhỏ, nó được ba mẹ, nó được mọi người chiều hơn á. Nên em nghĩ là em còn nhỏ em làm gì cũng đúng. Có bao giờ con nghĩ rằng là ước gì không có em trên đời không? Dạ nhiều. Từ năm lớp 3 đến giờ. Cái bối cảnh sinh em của Quỳnh Anh nó diễn ra như thế nào nhỉ? Hồi đó thì bạn Quỳnh Anh ở một mình, có ở gần chung với lại ông bác. Thì bác có hai chị em, bạn Quỳnh Anh có nói là mẹ ơi con cũng muốn có em bé. Hai bạn cách nhau 6 năm lận. Nói với bạn, chuẩn bị trước cho bạn cái tinh thần là nếu con có em thì con phải chia sẻ. Và luôn luôn dạy các bạn cách chia sẻ với mọi người. Bạn cũng hy vọng và hỏi là con thích bạn, em trai em gái. Thì bạn nói là con thích em trai. Thì cũng may mắn là có bầu bé trai, đúng như nguyện vọng của bạn. Cái lỗi này có lẽ là nó không phải xuất phát là từ việc ghét bỏ em đâu,
Nhưng mà có lẽ là cái lỗi lớn nhất mà em có thể cảm nhận được là sự kết nối, mất kết nối của hai mẹ con. Nó từ quá lâu nên nó ảnh hưởng tâm lý. Và cái hậu quả bây giờ, cái mấu chốt của gia đình hiện tại là đứa em. Nhưng mà rất may là con đã nhìn ra được cái câu chuyện này, để mà bây giờ con có thể nói được rằng con sẽ là người bù đắp lại cái khoảng thời gian mà cả hai mẹ con mất kết nối như vậy. Con bù đắp bằng cách nào? Con sẽ ráng kết nối hai mẹ con với nhau hơn, sẽ kể mọi chuyện vui buồn ra cho mẹ, sẽ cố gắng tìm mọi cách để làm mẹ vui. Bây giờ là con nói chuyện với mẹ nhiều nè. Dạ. Đúng không? Kể chuyện cho mẹ nhiều nè. Và con có ôm mẹ nhiều không? Dạ có chứ. Lúc trước con có ôm nhiều không? Dạ đôi lúc có, đôi lúc không. Lúc mới kết nối thì lúc đó là con ít hơn lắm. Từ bây giờ thì không mẹ nhiều hơn nha. Không chứ cô, mẹ con mà già hay gì hơn nữa thì con cũng sẽ bù đắp tất cả. Quân 100% sữa tươi từ trang trại bò sữa chất lượng cao, hỗ trợ cao lớn và đề kháng. Love a day, yêu mọi người. Love Quân, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Cái định nghĩa mất kết nối mà nãy giờ cả mẹ cũng nói và cả Quỳnh Anh cũng nói, thực ra nó là cái trải nghiệm gì trong cái quá trình lớn lên cùng với con? Bạn là một người khá là cá tính từ sơ sinh. Thực ra trẻ con nào nó cũng cá tính hết á. Dạ, nhưng mà bạn khá là khác ở chỗ là, thí dụ như em bé sơ sinh khi mà bú mẹ xong á, thường thì sẽ nằm im trên cái tay mẹ, một hướng bên mẹ, nhưng mà bạn không bao giờ. Bạn lật qua bên kia liền. Đâu có vấn đề gì đâu. Và gần 3 năm đầu đời á, bạn không có thích cảm giác ôm ấp, hôn hít, bạn không thích. Đụng tới là bạn cứ đẩy ra. Và hồi đó là mẹ có tham gia một số cái event, thì lúc đó cũng có rất là nhiều tiến sĩ, nhiều bác sĩ chuyên về tâm lý. Thì em cũng hỏi sơ tình trạng con em, bạn nó hơi cá tính như thế này thì có vấn đề gì không? Ví dụ như là bạn chưa đi rành, nhưng mà bạn ra Phú Quốc đi biển là bạn cầm tay mình mà bạn kéo ra bằng được. Thế mình thử thả ra coi bạn cảm giác thế nào thì bạn vẫn đi. Bạn luôn hướng ngoại, vẫn thích ra ngoài. Em không biết là khoảng thời gian đầu, có thể lần đầu là mẹ mình sai chỗ nào mà mình mất kết nối với con khoảng 3 năm đầu nó như vậy. Và dần nó luôn luôn là một cái áp lực dài. Và gần như mẹ con không gần nhau nhiều. Trong 3 năm đầu đời, với cái kiểu biểu hiện đó của con thì mẹ đã làm gì? Ví dụ trong trường hợp con cứ nắm tay mẹ lôi đi về phía biển, mẹ có buông tay con ra con vẫn đi, thì lúc đó mẹ phản ứng sao? Em cũng chỉ cho bạn chơi thêm một chút xíu, nhưng mà em vẫn luôn giữ bạn lại và không có cho bạn đi quá xa khi vượt cái tầm cổ của bạn. Và cái đó mẹ gọi đó là mất kết nối, bởi vì mẹ không biết được là con đang muốn cái gì. Và mẹ buộc phải cứ để mặc con. Dạ, giống như cái việc như là em sẽ ép bạn phải cai sữa sớm để bạn có thể ăn. Con không ăn, không uống, lúc nào cũng cân đo, nó cũng thiếu đến nỗi mà em sẽ không cân đo nữa. Và em dần dần là kêu kệ, bạn có thể sống qua ngày được, bạn có thể chơi được, thì mình không có ép quá bạn như vậy. Do đó em sai, thật sự là em sai. Nếu mà quay trở lại nữa, nếu con nuôi bé thứ hai nhà em cũng gần giống vậy, nhưng mà em không áp lực bằng và em để con tự động phát triển tốt hơn. Thì cái bé đầu mình áp lực nhiều hơn, lúc đó mình có thấy không giống như con người ta. Nó dần dần có thể là bạn không cảm nhận được cái sự yêu thương của mẹ, và lúc nào mẹ cũng stress. Cô Nhi A buộc phải dùng cái từ là mẹ may mắn. Tại vì với hàng loạt những cái sai nó rất là cơ bản như vậy nha. Vốn nếu như theo logic, chúng ta không có giai đoạn kết nối này đâu. Em chỉ mất kết nối với bé khi tiếp xúc thôi. Nhưng mà những cái điều kiện tốt nhất trong khả năng của một người mẹ, em luôn dành những điều kiện tốt nhất cho bé. Bạn có thể được một ngày làm những gì bạn thích, và cuối tuần em dành thời gian cho con hoàn toàn. Em là tiếp người phụ nữ gia đình, nên là chỉ có mất kết nối với con, không nói chuyện được với con, nhưng sao bạn vẫn cảm nhận thấy được là mẹ quan tâm với bạn tới mức độ nào. Và những gì bạn cần, bạn chưa kịp phải nói ra thì mẹ đã có sẵn bên cạnh. Có thể chính cái điều đó nó là cơ sở. Những điều gì mà mẹ làm khiến cho tụi con vui? Mẹ làm con vui là mẹ chơi với con, mẹ kể chuyện, những câu chuyện của mẹ cho con nghe, mẹ dẫn con đi chơi, mẹ vào bếp nấu ăn, mẹ dọn dẹp nhà cùng với con, và mẹ chăm sóc, yêu thương con, quan tâm con. Kim hôm nay là Kim không có nói một cái gì sâu vào gia đình hết. Giống như là Kim vẽ lên một câu chuyện vậy. Em với ông xã em là có chuyện 9 năm rồi. Thì Kim nói bắt đầu từ lớp 3, bắt đầu từ lớp 4 là con không được thoải mái nữa. Thì lúc đó cha ra khỏi nhà ở. Đúng năm lớp 3 ba ra khỏi nhà đúng không? Dạ đúng rồi. Và còn một việc nữa đó là em thật sự là em không có tham gia nấu ăn với Kim. Cái việc nấu ăn toàn cô giúp việc làm không. Và còn một việc nữa là thật sự Kim không có phải là một đứa bé mà đơn giản vô tư như vậy đâu. Cả hai đứa bé ngày hôm nay đều như thế. Em với ông xã em ly hôn 7-8 năm, nhưng mà cả hai gia đình đều không ai biết gì cả. Cho đến ngày mà cha đi ra khỏi nhà, ly hôn rồi nha, em vẫn dẫn bé về nội bình thường, không ai biết. Xong rồi dẫn về ngoại,
cha cũng xuống y hệt như bình thường. Còn mấy đứa nhỏ thì nó quen với cái việc mà mình không cho người khác biết cái chuyện như vậy. Có thể là do em suốt khoảng thời gian dài em làm như thế, nên Kim bây giờ cũng giống như thế. Hay những chuyện gì mà sâu ở trong lòng nó, hay những cái gì nó không tốt đẹp đó, hay là những chuyện nó đau buồn nó sẽ không kể ngoài. Thật sự ra khi mà em nói chuyện với Kim á, nhiều cái không phải là vấn đề cái buổi chương trình hôm nay. Thậm chí việc là mẹ có biết để chị bà chơi với con á, dọn phòng được chị bà còn phải lấy 30.000 nữa. Khi mà em nhìn camera Kim chơi với hai chị là hai chị nạt, có nghĩa là tại không thích. Nhưng mà Kim cứ đi lẻo đẻo theo để chỉ cần vậy là đủ. Nhưng mà con bé nó không nói ra. Ngay cả cái biến cố mà Quỳnh Anh chia sẻ, nó cũng là một cái câu chuyện mà Quỳnh Anh đặt tên nó là biến cố. Dạ, nó không phải là cái cách phản ứng của đứa trẻ 11 tuổi. Có lẽ bởi vì là do chính em, mẹ là cái người luôn nói với con về những câu chuyện là chuyện này của nhà mình, hoặc là thôi mình lớn rồi, cái chuyện gì tới mình xử lý, hoặc là không được buồn. Nghĩa là chúng ta đã luôn hướng con đến một cái năng lượng tích cực mà chúng ta nghĩ rằng là đó là cái điều tốt. Nhưng chúng ta quên mất rằng là bản chất của sự tích cực á, là đối diện với nỗi đau và bước qua cái nỗi đau đó, chứ không phải là trùm mền cái nỗi đau đó lại. Bé học được, bé nghĩ là mình hành xử như vậy là bé phải hành xử như vậy. Là vì mẹ đã hưu. Các mẹ nói tại sao nó lại có thể nói dối, hoặc là nó có thể vẽ ra những cái chuyện như vậy. Che lại có nghĩa là nói ngoài ngoài miếng. Nó là khát khao. Nó là khát khao mà mẹ nấu ăn với con. Thậm chí là con mua đồ ăn cho chị là chị sẽ chơi với con. Con đang khát khao cái kiểu đó. Thực ra em không có trách hai mẹ cái gì ngày hôm nay hết trơn. Có điều nó có một điều làm cho chúng ta cảm thấy quá lo âu, là có những cái sai chúng ta không có sửa được. Cô chỉ muốn nói cho mẹ của Hoàng Kim biết rằng là Kim đang dần dần đi vào đúng cái vết xe đổ của chị ba. Còn con, Quỳnh Anh? Của con thì cũng giống em, nhưng mà có cái lần á, kiểu như là điều mà con cảm thấy vui mà tạo hơi áp lực cho mẹ một xíu á, là kiểu như mà lúc con đi học về là con muốn kiểu như là muốn đi vòng vòng chơi á, là mẹ luôn sẽ chiều con. Nhưng hôm đó mẹ rất là mệt và con kêu mẹ thôi mình đi về đi, nhưng em trai con thì lại kêu á là con lại muốn đi, thế là mẹ lại phải chở em đi. Điều đó cũng vừa khiến con vui vừa khiến con không vui. Thế là con không muốn mẹ mệt hả? Nhưng mà điều mà mẹ làm con vui nhất á là luôn luôn vui vẻ cùng con, luôn luôn chở con đi chơi. Rồi, cô Lan sẽ ghi nhận ở đây để cô Lan nói với mẹ, rồi mẹ sẽ phát huy cái điều đó nhiều hơn thì chúng ta sẽ vui nhiều hơn. Đối với Quỳnh Anh á, cái sự chán ghét mà con dành cho em nó không có nằm trên đứa em, nó nằm trên hai cơ chế rất là quan trọng sau đây. Thứ nhất, bản thân Quỳnh Anh nếu như theo đúng như những gì mà mẹ mô tả ở thời thơ bé, thì con là một em bé có cái đặc tính phụ thuộc trong việc gắn bó với người mẹ. Trong tâm lý học nó có một cái thuyết gọi là thuyết gắn bó, và nó có rất là nhiều kiểu gắn bó giữa một em bé với người mẹ của mình. Và cái sự phụ thuộc của Quỳnh Anh là một cái sự phụ thuộc mà ở đó là con muốn bản thân mình được ghi nhận, được chú ý, được phục vụ. Cho nên là con sẽ làm theo ý con. Hỏi là con có muốn có em không? Con có muốn có em. Cho nên có thể là lúc mẹ mang bầu là con có vui á, chứ không phải không vui đâu. Tại vì con cảm nhận được là từng chuyện mình muốn là có được đáp ứng. Nhưng mà khi đứa em ra đời thì con nhận ra rằng cái sự đáp ứng của mẹ bắt đầu có thể phải giảm đi, bởi vì sức mẹ không đảm bảo được. Cái thứ hai là có rất là nhiều việc tự nhiên em nó làm mà mình làm lại trở nên không hợp lý. Cái điều mà Quỳnh Anh cảm thấy cay đắng ở chỗ không phải là vì con ghét em. Nếu như mọi người để ý sẽ thấy cái đoạn Quỳnh Anh nói về câu chuyện nhõng nhẽo. Thực ra không phải con không thích nhõng nhẽo, đứa trẻ nào cũng muốn được nũng nịu hết. Nhưng mà cái điều căn bản nhất để cuối cùng Quỳnh Anh nói con không có nhõng nhẽo nữa, con lớn rồi, là vì sao? Vì em con bây giờ nó nhõng nhẽo, con ghét nó nhõng nhẽo. Con phóng chiếu toàn bộ cái nỗi đau của mình lên trên đứa em. Trong khả năng nhận thức của con định nghĩa em là nguyên nhân. Con đâu hiểu là mẹ ơi con bị chấn thương tâm lý thời thơ bé nha. Ôi mẹ ơi con đã bị một cái nỗi đau nó chuyển di từ bên trong ra bên ngoài. Con đâu nói được chuyện đó. Con chỉ biết rằng là sao bây giờ mình nhìn cái thằng này mình ghét dữ vậy không biết nữa. Sao mà cái gì nó cũng trở thành cái rào cản của mình hết. Thậm chí là ngay cả việc hưởng thụ tình yêu thương của mẹ. Vậy thì cái gì sẽ giúp chúng ta thay đổi? Đó là Quỳnh Anh cần phải khôi phục được một cái niềm tin. Con được tự do là con trong mối quan hệ với mẹ. Nếu muốn thay đổi một cái gì đó là chỉ là thay đổi, là vì thay đổi cái đó là cho con thôi. Không có gắn ông em vô, tạm thời không bàn đến ổng trong cái dính mắc với người chị. Và cái thứ hai là tôn vinh bạn ấy trong vai trò với người em, chứ không phải là đặt bạn ấy vào trong một cái thế là vì con là chị nên con hãy thế này với em. Đây là cơ hội tới rồi nè. Cơ hội tới, dù nó là bất cứ lý do gì, nhưng chí ít là bên trong của con thay đổi nhận thức, là con đã có ghim những cái nhận thức mới, là mình sẽ vì mẹ, mình sẽ yêu thương mẹ, mình sẽ kết nối lại với mẹ.
Thực ra cô Nhi An nghĩ rằng là cái thông điệp quan trọng nhất mà mẹ với Quỳnh Anh có thể cùng xây dựng với nhau, cùng thiết lập với nhau, đó là mình cùng tạo ra hạnh phúc cho nhau. Yeah. Làm cái gì cũng được, nhưng hãy có một cái cam kết với nhau, cùng vì nhau để được hạnh phúc. Yeah. Mẹ đang có một cơ hội. Yeah. Hãy tận dụng cơ hội đó. Với mẹ của Hoàng Kim, yeah, em nghĩ rằng cái thông điệp của chúng ta ngày hôm nay nó có thể được trở thành một cái bàn đạp để gửi luôn cho hai chị của Hoàng Kim, vì một cái sự hiểu lệch lạc về chữ tự lập mà từ đó các con bị nghĩ rằng mình không cần đến ai và chắc cũng không ai cần đến mình. Thì ngày hôm nay những gì mẹ nói với Kim, hãy lưu ý rằng là hãy nói để còn chạm tới hai bạn ở nhà nữa. Dạ. Để mình có thể dùng nó làm bàn đạp, được không? Dạ được. Với những tâm sự chôn sâu của các con cùng nhiều lo lắng bất an từ phía mẹ, liệu rằng họ sẽ đủ dũng cảm để đối diện, lên tiếng và bày tỏ lòng mình? Hy vọng rằng tất cả những khúc mắc và mong ước sẽ được mạnh mẽ nói ra tại If I Were You. Cô Ngọc Lan sẽ đọc thư của con viết cho mẹ trước, được không? Rồi sau đó con sẽ nói rõ hơn về những cái tâm tư tình cảm của con cũng như những mong muốn của con dành cho mẹ ha. Gửi mẹ thân yêu của con. Con là Maya đây, con gái của mẹ. Nay con đã lớn thêm một tuổi, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc mẹ già thêm một tuổi. Những gì mà mẹ đối xử với con đến tận hôm nay, con đã cảm thấy biết ơn và không muốn làm mẹ buồn hay thất vọng về con. Nhưng mẹ à, có một điều này con muốn nói với mẹ, đó là mẹ đừng bao giờ bên em và đừng bao giờ nóng giận vô cớ với con nữa. Con thấy rất buồn vì điều đó. Trong lòng con hay trong thâm tâm của con là chỉ có mẹ mà thôi. Những gì con cố gắng cũng để chỉ làm cho mẹ vui. Con yêu mẹ, con gái của mẹ. Mẹ con ta sẽ sớm hiểu nhau hơn, mẹ nhỉ. Mẹ cũng xin lỗi con rất rất nhiều về khoảng thời gian qua là hai mẹ con mình xa nhau quá ha Quỳnh Anh ha. Ngay giây phút này thì mẹ cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Mẹ con mình hiểu nhau hơn, mẹ sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Giờ để hai mẹ con mình gần nhau hơn nữa, mẹ cũng muốn Quỳnh Anh của mẹ sẽ yêu thương em mình hơn một chút xíu, mở lòng hơn một chút xíu. Chắc chắn một điều á, con luôn luôn là ở một vị trí nhất định trong lòng mẹ. Em là một vị trí nhất định trong lòng mẹ. Hai cái vị trí đó không có sự hơn thua với nhau được. Hai vị trí đó không thể thiếu trong trái tim của mẹ được. Sau này nếu con có buồn, con có giận mẹ thì hãy nói cho mẹ nghe nha. Nếu mà mẹ vô cớ, mẹ làm gì đó con không vui, con không thể nói được với mẹ, con hãy viết vào cuốn sổ mà mẹ đã chỉ con á. Mỗi ngày mẹ sẽ mở ra, rồi mẹ sẽ đọc chỗ đó và mẹ sẽ trả lời cho con tại chỗ đó. Đồng ý không Quỳnh Anh? Dạ, nhưng mà con sẽ không ghi vào sổ, con sẽ nói ra luôn. Ừ, vậy thì cuốn sổ đó mẹ hy vọng là nó sẽ là cái nơi mà con ghi cái niềm vui, hạnh phúc của con, để mẹ và con có thể lưu giữ lại. Còn những nỗi buồn, mình hãy nói với nhau, để mình giải quyết với nhau, rồi nó tan biến đi và nó không còn ở đó nữa, được không con? Mẹ có thích thấy một em bé Quỳnh Anh buồn thì khóc không? Có. Con thì không. Con hãy khóc đi, con là một đứa trẻ. Tại sao con phải khóc? Và thậm chí là mẹ đây, nếu mẹ buồn mẹ cũng sẽ khóc, mẹ sẽ ôm con như những lần trước. Nhưng tại sao con phải khóc? Đó là cách mà con sẽ giải tỏa được cái năng lượng của mình, cái cảm xúc của mình. Mình đừng đè nén lại. Nhưng con không thích khóc. Vậy thì khi nào con sẵn lòng, con hãy khóc với mẹ. Con đồng ý không? Con sẽ không khóc. Vậy thì mẹ sẽ ở đây, mẹ đợi con đến khi nào con thích, chờ con đến khi nào con muốn chia sẻ với mẹ. Quỳnh Anh, cô nói con nghe nè, mình không cần trừng phạt bản thân. Con nghĩ khóc cũng nói chỉ giải tỏa được năng lượng thôi, chứ khóc cũng mọi người an ủi thì cũng được gì đâu. Sẽ không có ai an ủi con để làm cho con thấy bị tội nghiệp đâu. Con biết không, nước mắt con vẫn đang chảy đó. Con vẫn đang là một em bé Quỳnh Anh rất là dễ thương. Khi con luôn luôn tự nhủ là mình không được khóc, mình không thích khóc, thực ra mẹ con rất đau lòng vì điều đó. Và bản thân của con cũng sẽ trở nên buồn vì điều đó rất là nhiều sau này. Con đã là quan điểm khi lên đây là ráng sẽ không được khóc, vì khóc thì cũng sẽ làm cho con nhẹ nhàng hơn.
Nhưng mà nó vẫn giữ áp lực trong lòng con, và có mỗi lần con khóc thì cũng đâu có ai dỗ để nín đâu, thì mình cũng phải tự nín. Từ bây giờ con khóc thì sẽ có mẹ dỗ con. Con thấy khóc nữa. Ừ. Khóc không phải yêu đúng nữa con. Nó không phải phù hợp với con. Cái này là do mẹ, bản thân mẹ cũng kìm nén nhiều, nên là đâu đó cũng ảnh hưởng đến bạn. Vì đây là cũng lý do mà mẹ quyết định tham gia cái chương trình này. Đây là cơ hội để mẹ được vượt qua chính bản thân mình. Nếu lúc này con chưa hiểu được thì sau này á, con sẽ hiểu được. Và hy vọng là quãng đường tiếp phía sau á, mẹ con mình luôn đồng hành. Con sẽ luôn đồng hành với mẹ. Con có muốn mẹ ở cạnh con không? Con chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, trẻ mãi không già, sống thật lâu bên con và các chị. Con muốn mẹ có nhiều thời gian cho con và các chị. Mẹ không có cánh, cũng không có vòng thánh, nhưng mẹ vẫn là thiên thần của con. Hồi nãy giờ con tâm sự với cô Lan rất là nhiều, nhưng mà con chưa tâm sự với mẹ. Thế con có muốn nói với mẹ không? Con muốn nói với mẹ là mẹ sẽ dành nhiều thời gian cho con luôn. Mẹ can dễ, mẹ bỏ vỡ công việc, ở nhà với con, quan tâm con hơn, như giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng lần, đúng cỡ, đúng giờ nha mẹ. Mẹ rất là xin lỗi con. Trước đây lúc con còn nhỏ thì mẹ quá là bận công việc, đi nước ngoài thì là bỏ con rất là dài ngày. Nhưng bây giờ mẹ có thời gian rồi thì con không thích chơi với mẹ. Con toàn là chơi với mèo. Rồi mẹ ở đó thì con cũng xuống coi tivi chứ cũng không chơi với mẹ. Bây giờ mẹ có thời gian để dẫn con đi học, đi ngoại khóa, nguyên ngày ở với con. Thì mẹ mới thấy rằng là cùng với bạn trang lứa thì con ngồi con không có chơi. Và rất nhiều phụ huynh đã nói với mẹ, sao Hoàng Kim chững chạc quá mà con ngồi con khoanh tay con cũng không chơi. Chính vì điều đó mẹ rất là lo, nên là mẹ đã cho con học rất là nhiều khóa. Hôm nay mẹ thấy con tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà con vẫn giữ những cái cảm xúc và những cái thầm kín trong lòng con. Hôm nay mẹ không thấy con nói ra. Mẹ nghĩ là mẹ sẽ dạy cho con trưởng thành, độc lập trong suy nghĩ và trong mọi thứ. Nhưng mà không biết đó là sai hay là đúng. Hồi nãy mẹ nghe con nói là con rất là vui khi mẹ nấu ăn cùng với con, dọn dẹp nhà cùng với con. Nhưng mà mẹ nhớ lại là mẹ chưa từng nấu ăn với con một lần nào hết. Mà cả nhà mình để có một bữa ăn chung với nhau cũng rất là khó. Mẹ nghĩ là mẹ sẽ cố gắng làm việc để cho con có phòng riêng, chị hai có phòng riêng, chị ba có phòng riêng. Nhưng mà đó là sai lầm của mẹ. Cả nhà chúng ta có 4 cái phòng riêng, không có ai tiếp xúc với ai hết. Mẹ nghĩ là có lẽ là mẹ không hiểu con thích chơi cái gì, và mẹ không biết làm cái gì. Mẹ nghĩ là dẫn con đi chơi, đi ăn hay là đi du lịch, đó là chơi cùng con. Nhưng mà mẹ nghĩ những cái việc đơn giản hàng ngày nhỏ nhặt mà mẹ không có làm, mà tất cả những việc đó là người khác làm. Mẹ cũng xin lỗi bởi vì mẹ không có giữ một gia đình trọn vẹn để con có đủ cha và mẹ. Nhưng mà bây giờ mẹ đã làm công việc người cha xong rồi. Nhưng mà có thể là nó hơi trễ so với tụi con. Bây giờ mẹ sẽ quay lại làm một người mẹ bình thường. Một người mẹ mà quét dọn gấp quần áo chưa dạy con một lần nào, cũng chưa học chung với con một ngày nào hết. Hồi trước mẹ đi công tác á, thì khi mẹ về các con còn đợi mẹ, còn đợi quà. Nhưng mà bây giờ mẹ quát quá ly đi, không có ai hỏi mẹ hết. Xong mẹ quát quá ly về cũng không đứa nào mừng mẹ luôn. Rồi mẹ mua quà, các con không lợi coi đó là quà gì luôn. Mẹ nghĩ mẹ cho các con quá dư thừa tất cả những thứ đó, mà cái các con cần mẹ lại không có cho. Mẹ thật sự xin lỗi con.
Câu chuyện ngày hôm nay có nhiều thứ để nói. Cái điều quan trọng nhất, mình chỉ muốn nhắc với mọi người rằng là giá trị của sự tự lập là việc mà con tự tin giải quyết vấn đề của mình với một cái tình cảm được gắn kết cùng những người đang tồn tại xung quanh con. Cô Nhi Ai chỉ mong rằng là mọi cái nội dung giáo dục á, nó cần phải được đặt cạnh nhau để chúng ta không xa lầy vào một cái điều gì đó quá cực đoan. Cái điều thứ hai á, là có những cái quay đầu nó còn kịp, nhưng có những cái sai chúng ta không bao giờ sửa được. Cái điều hạnh phúc duy nhất mà nó cũng là cái sự cứu cánh mọi niềm tin của mình trong cái câu chuyện ngày hôm nay đó là cả hai người mẹ đều đã dừng lại để quay về với cái điều quan trọng nhất của đời mình là các con đang muốn cái gì và mình sẽ cùng với con đi tiếp về phía trước như thế nào, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc, chứ không còn là câu chuyện là mẹ sẽ nỗ lực để rồi con tự trưởng thành một mình nữa. Hy vọng tất cả chúng ta ở ngoài kia với rất nhiều khó khăn cũng sẽ có những cái lần điềm tĩnh nhìn lại hành trình để xem là cái bước đi kế tiếp mình nên đi con đường cũ hay là mình sẽ can đảm để rẽ sang một cái nhánh mới. Thay lời cảm ơn cho hai con thì chương trình cũng có một phần quà dành tặng cho hai con, đó là một set quà cool. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Chương trình được đồng sản xuất bởi thương hiệu Love Cool và MCV Group và sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh MCV Media. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cool 100% sữa tươi từ trang trại bò sữa chất lượng cao, hỗ trợ cao lớn và đề kháng. Yêu mọi người. Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc.